cái thời mở ra chắc phải trong ba. So this is cách ông thế là sơ nhà bên kia của mình bị fan đã bị đổ, cho nên bây giờ phải sơn, mình sơn hai mặt, mặt bên này mình sơn để mà phải qua bên kia, hướng qua bên phía ngoài, là bởi vì phía đằng sau nhà mình là cái park, cho nên mình không cần phải lo lắng hàng xóm. Cái này là cái bầu mình sẽ bỏ đằng trước nhà mình ha. Nhìn vô trong nhà mình, đây là phía sau, xuống sau nhà mình sơn đây. Thì mấy cái miếng gỗ này là hồi xưa đó, hàng xóm á nó làm gỗ mới, nó làm fan mới nó dục. Bây giờ mình xin về, mình xây được tiền đóng cái fan này, mình xây cũng đỡ được cả bạc ngàn đó. Cái gỗ đẹp tốt. Ở trên marketplace nó cũng để nó bán 2 đồng một miếng, nhưng mà mình không biết là được như vậy hay không. Đây, mình sơn rồi. Đây này, ra phải đằng sau. Đây là mặt hướng vô nhà mình. Đây là gỗ đây. Cái gỗ này hồi trước mình đã quay rồi, là họ cho rồi mình để đây đằng sau nè. Giờ mình lấy ra mình phơi cho nó khô, bởi vì trời mưa nó ướt ha. Phơi khô khô xong rồi sơn. Cái sân mở rồi, không sao, mình còn đang làm ở bên kia. Rồi mình sẽ quay cho các bạn thấy là làm như thế nào. Mình sẽ... Đây là mới có 1 phần thôi, 2 phần là em qua nhà mình làm rồi, bắt đầu làm. Sẽ quay cái chiếc con nhà mình phía sau ở đây. Bây giờ phải chờ cho nó khô mặt này, lần qua. Sơn cho mặt cả. Rồi lên phía ngoài. Sơn có nghĩa là sơn trong nhà rồi, nhưng mà sơn ngoài không sao cả. Vậy mình có sơn ngoài ở đây, có cái gì này sẵn bị hư rồi đó. Cái này là những cái nó bị sạch, nó bị hư, nó mục rồi ha, xong bị gió thổi ngã luôn. Yeah.